Đến Hà Giang mà không chụp được những bức ảnh đẹp tại đèo Mã Pì Lèng thì thật là một thiếu sót lớn. Hãy chọn góc chụp từ trên cao xuống, lấy toàn bộ cảnh đèo và dòng sông Nho Quế xinh đẹp phía dưới. Góc không thấy mặt luôn luôn đẹp, cho bạn nữ xoay lưng lại, chụp với góc rộng hơn để lấy được toàn cảnh đèo phía xa. Cho bạn nữ đặt tay lên má, ngồi bên cạnh ly cà phê, mắt nhìn xa xăm. Phía dưới là dòng sông xinh đẹp, cảm giác thật là chill. Cho bạn nữ xoay mặt lại, vẫn góc nghiêng, chụp từ thấp lên để thấy cảnh đèo nhiều hơn. Bạn nữ đứng cạnh cột cờ, góc từ phía trên cao chụp xuống để ghi hình lại những cửa ruộng bậc thang phía xa. Xoay điện thoại góc ngang, cùng một góc chụp chúng ta sẽ có hai bức ảnh khác nhau. Đứng ở một tầng lầu cao hơn của quán cà phê chụp xuống, bạn sẽ lấy được toàn cảnh một view đẹp quá mức cho phép. Ở một góc khác, đặt bạn nữ ở gần và chụp lấy cảnh bản làng đặc trưng của Hà Giang phía xa. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay, chụp và chỉnh ảnh bằng điện thoại online và offline của Sam.